Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 61 gửi các bộ ngành địa phương về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan đánh giá kỹ các tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và mục tiêu, kịch bản kiểm soát lạm phát, báo cáo trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Dự báo giá thị trường, cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, cụ thể, kịp thời cho các tháng còn lại trong năm. Có giải pháp kịp thời đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát trong giới hạn từ 4 đến 4,5%, phấn đấu 4%. Với từng mặt hàng cụ thể, trước hết là xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung, điều hành giá theo quy định, tăng kiểm soát thị trường, áp dụng hóa đơn điện tử. Với các mặt hàng điện, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và mặt hàng đang xem xét điều chỉnh giá, cần chủ động có phương án điều chỉnh với mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp, tránh gây cộng hưởng lạm phát. Đối với các mặt hàng dịch vụ thiết yếu khác như lương thực thực phẩm, vận tải hàng không, giáo dục, đảm bảo cung cầu, bình ổn giá. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, nhất là tại các chung cư mini, nhà ở hộ gia đình, nhà trọ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tâm lý lo sợ bà hỏa gõ cửa bất cứ lúc nào đã và đang khiến các chủ nhà trọ lẫn người dân ý thức hơn trong việc phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của các phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu thang sắt cao hơn 20m, vừa được chủ căn nhà 4 lầu, nằm trong con hẻm đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, lắp đặt để làm nơi thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Bỏ ra khoảng 70 triệu đồng, tuy số tiền lớn nhưng theo chủ trọ, so với những thiệt hại về người và tài sản mà các vụ cháy nổ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xảy ra gần đây, thì khoản đầu tư này buộc phải làm, vừa đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ khi gặp sự cố. Lúc mà cháy ở Hà Nội thì trời ơi, lỡ mà sử dụng như mình, lỡ nhà mình mà có, mình ví dụ như là thằng em mình với con cháu mình mà đang ở trên đi, chạy không được, xuống thì làm phải làm sao, mà không có gì trèo. Mặc dù là em vẫn ở trên thường thường, em vẫn có thang mà để qua nhà hàng xóm được, nhưng mà nói chứ lỡ mần khúc mần sao rồi sao, ghê quá. Cùng nằm chung con hẻm, căn nhà 4 lầu cho thuê phòng trọ này được trang bị 2 bình cầu chữa cháy tự động trên khu vực để xe máy và hàng chục bình chữa cháy loại 8kg và 4kg chia đều lên các tầng. Chủ nhà cho biết những bình này dù không dùng đến, nhưng sau 6 tháng là phải đưa đi bảo dưỡng mới đảm bảo hiệu quả khi chữa cháy. Chi phí mỗi lần thay thế khoảng 1,5 triệu đồng. 6 tháng phải làm lại thì coi nó cũ thôi, thấy thôi làm lại. Chứ sợ tới lúc mà cần xịt không ra chứ cha. Cái này là cái nguy hiểm nhất, cứ ý vô nó mà nó không có hoạt động được là thua. Khi còn lửa còn nhỏ thì có mình chữa cháy mình sẽ dập được, chứ nó bùng rồi thì không vô phương cứu chữa. Không riêng gì Hà Nội, thời gian qua người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sống trong nỗi bất an, sợ hãi về cháy nổ. Theo khảo sát, ngoại trừ những khu chung cư hay các dãy phòng trọ xây mới bắt buộc phải có trang bị phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn mới được cấp phép hoạt động, thì các khu trọ xây cũ cũng bắt đầu trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Chẳng hạn như chủ khu trọ ở phường Thạch Lộc, quận 12 này, đã bỏ thêm hàng chục triệu đồng trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Cái này cửa kia là mục đích là rõ này. Đâu, giờ cứ đứng lại nó xịt vô nhà thôi. Xa luôn. Trời, nó tụi bay tao biết rồi mà. Cái này nó phục rồi tao cái áo á. Thôi cho nên ở này là không nhầm nhả đấy. Cái hồi này nó có cái gác. Thấy không? Mình xịt tuốt lên gác luôn. Xịt một phát là tắt đuôi hết liền. Bởi vì cái này nó mạnh quá, tôi phải làm cái. Bên cạnh nỗ lực giảm thiểu nguy cơ cháy nổ từ phía chủ trọ, người thuê trọ cũng cần nâng cao kiến thức cho các tình huống thoát nạn khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, các chủ trọ cũng đã trang bị các dụng cụ trữ nước như xô thùng, vòi mềm dẫn nước để vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa phục vụ chữa cháy khi cần thiết, luyện tập kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn cho cư dân trọ. Mỗi khi có những giải đấu lớn diễn ra như Euro thì hoạt động cá độ bóng đá lại diễn biến rất phức tạp. Nhiều người ham mê cờ bạc cũng vì thế đã rơi vào cảnh nợ nần, phải đi vay nặng lãi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, góp phần ngăn ngừa những hệ lụy xấu có thể xảy ra.
Đầu năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Tiến hành điều tra, nhận thấy các đối tượng hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho quá trình xác minh, đấu tranh làm rõ. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Công khai đăng các bài cho vay lên các cái hội nhóm trên các trang mạng, trên không gian mạng. Cái việc đăng bài thế này thì giúp cho các đối tượng là tiếp cận được rất là nhiều những người có nhu cầu vay, nhiều cái thành phần vay trong này, và việc tiếp cận nó nhanh chóng, nó thuận lợi, không mất nhiều thời gian. Đồng thời cái việc mà đăng các tin lên các cái hội nhóm trang mạng này thì nó mang tính ẩn danh rất cao, và các đối tượng lợi dụng để mà ẩn danh, núp bóng và che lại cái hoạt động của mình. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, ngày 16 tháng 6, đồng loạt 4 tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã ập vào nhiều địa điểm trên địa bàn, bắt giữ nhóm đối tượng Vũ Đức Trung, 39 tuổi, trú tỉnh Nam Định, là đối tượng cầm đầu, Ngô Quang Âu, 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Đắc Cường, 24 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam, là hai đồng phạm giúp sức tích cực. Để che giấu hành vi cho vay, người vay được hướng dẫn viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động. Lãi suất phải trả là 30% trong 25 ngày, một năm là hơn 400%. Em cứ tính theo là 5 triệu thì em cắt 1 triệu tiền lãi. Còn bao nhiêu là họ giả cho em từng ngày khi nào hết rồi. Em cũng biết là sai nhưng mà tôi cũng cho em nợ nần nhiều quá. Nhà kia em đang bán hết toàn cửa, nhà kia em phải vào đây ra trốn nợ ngoài kia vào đây. Trong cái thời điểm mà Euro nó đang diễn ra thì chúng tôi cũng đã xác định tội phạm tín dụng đen là một loại tội phạm nó có cái sự gắn kết với lại cái loại tội phạm cái động đá, do đó là chúng tôi đã kịp thời tham mưu báo cáo cho ban giám đốc để tổ chức triệt xóa sớm đối với cái tổ chức cho vay lãi nặng, để mà góp phần và hạn chế những cái hệ lụy của cái tội phạm cá độ bóng đá cái này. Vật chứng thu giữ được của nhóm đối tượng trên gồm 230 bộ hồ sơ của người vay, 8 hình cá nhân người vay mà đối tượng đã cắt ghép dùng đăng lên mạng xã hội, 230 triệu đồng tiền mặt và 6 số tài khoản ngân hàng các loại dùng để phục vụ hoạt động cho vay. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.